xin chào quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi hình ảnh gửi đến quý vị các bạn chân dung bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam qua các thời kỳ một bộ trưởng chu văn tấn thượng tướng chu văn tấn sinh năm 1910 mất năm 1984 chân tộc nùng quê quán xã phú thượng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên tham gia cách mạng năm 1934 đảng viên đảng cộng sản việt nam năm 1936 nhập ngũ năm 1945 thượng tướng năm 1958. Thượng tướng Chu Văn Tấn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chính phủ lâm thời và chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 2 năm 1946. Hai là Bộ trưởng Phan Anh. Luật sư Phan Anh sinh năm 1912, mất năm 1990, quê quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Phan Anh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Liên hiệp kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ tháng 3 đến tháng 11 năm 1946. Thứ ba là Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911, mất năm 2013, quê quán xã Lộc Thủy, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông tham gia cách mạng năm 1925 và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1940. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phong hàm năm 1948. Ông là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1975, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1946 đến tháng 8 năm 1947 và từ tháng 8 năm 1948 đến tháng 5 năm 1980. Thứ tư là Bộ trưởng Tạ Quang Bửu. Ông Tạ Quang Bửu sinh năm 1910, mất năm 1986, quê quán xã Nam Hoành, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tốt nghiệp cử nhân tại trường Sorbonne Pháp và trường Oxford của anh. Đồng chí Tạ Quang Bửu là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1947 đến năm 1948. Thứ năm là Bộ trưởng Văn Tiến Dũng. Đại tướng Văn Tiến Dũng sinh năm 1917 mất năm 2002, quê quán xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đại tướng Văn Tiến Dũng tham gia cách mạng năm 1936 và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1937, nhập ngũ năm 1945. Ông được phong hàm đại tướng vào năm 1974 và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1980 đến năm 1986. Thứ sáu là Bộ trưởng Lê Đức Anh. Đại tướng Lê Đức Anh sinh năm 1920, mất ngày 22 tháng 4 năm 2019, quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông tham gia cách mạng năm 1937 là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1938 và nhập ngũ từ tháng 8 năm 1945. Đồng chí Lê Đức Anh được phong hàm đại tướng vào năm 1984 và làm bộ trưởng từ năm 1987 đến năm 1991 và trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 đến năm 1997. Thứ bảy là Bộ trưởng Đoàn Khuê. Đại tướng Đoàn Khuê sinh năm 1923, mất năm 1998. Quê quán xã Triệu Lăng, huyện Kiệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông tham gia cách mạng năm 1939, nhập ngũ từ tháng 8 năm 1945 và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1945. Đồng chí Đoàn Khê được phong hàm đại tướng vào năm 1990 và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1991 đến năm 1997. Thứ 8 là Bộ trưởng Phạm Văn Trà. Đại tướng Phạm Văn Trà sinh năm 1935, quê quán xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông nhập ngũ năm 1953 và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1956, được phong hàm đại tướng năm 2003, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2006 và là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được năm 1976. Thứ 9 là đồng chí Phùng Quang Thanh, Đồng chí Phùng Quang Thanh à, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 à, mất tháng 9 năm 2021. Quê quán xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại số 10 ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ông tham gia cách mạng vào tháng 7 năm 1967, vào Đảng ngày 11 tháng 6 năm 1968. Đồng chí được thăng quân hàm thiếu tướng vào tháng 10 năm 94. Trung tướng vào tháng 11 năm 1999 và thượng tướng tháng 6 năm 2003 và đại tướng vào tháng 7 năm 2007 và ông trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 4 năm 2016. Thứ 10 là Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ông Ngô Xuân Lịch sinh ngày 20 tháng 4 năm 1954 vào đảng ngày 4 tháng 8 năm 1973 quê quán xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Bí thư Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, à, Đại tướng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Và 11 là Đại tướng Phan Văn Giang. Ông Phan Văn Giang sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, được phong hàm Đại tướng vào tháng 7 năm 2021 và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 4 năm 2021 đến nay. Ông là Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đại biểu Quốc hội khóa 15. đây đây là thông tin về 11 vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.